Dạ xin chào ban giám khảo và quý vị khán giả đang có mặt ngày hôm nay. Con tên là Yến Trang. Lời đầu tiên con xin chúc ban giám khảo cùng với khán giả một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hôm nay con đến đây với hai tiết mục, đó chính là vẽ viết bằng hai tay và tính nhẩm siêu tốc. Tay phải. Sao đọc được không vậy? Tay phải. Tay phải. Đang vẽ, em dạ. Nghĩ là vậy. Tóc vẽ đúng không quá. Em? Đang vẽ mà đúng không? Tóc che hết cho mình rồi. Family. Nhà 5 người. Đúng không? Nhưng mà luyện một lúc hai bên. Em tưởng là như thế. Chuẩn bị lên tìm 7 điểm khác nhau nè. Em thấy khác nhau rồi nhá, hai trái tim khác nhau rồi nhá. Dạ con vẽ xong rồi. Sau đây con xin được giải thích về cái này. Thì con vẽ gia đình là family. Con muốn nói lên là gia đình con muốn sao trong tương lai càng xa nữa, gia đình con vẫn sẽ hạnh phúc như thế này và gặp nhiều điều may mắn trong công việc cũng như là trong cuộc sống ạ. Con vận dụng cái khả năng này là do tập luyện đúng không nào? Dạ đúng rồi. Mục tiêu của con sau này là để trang điểm mascara đều hơn ở hai mắt đúng không? Nghĩa là ngoài hai mắt đều hết không? Cái trái phải đều hết không? Trời ơi, chính xác à? Trời ơi, ước mơ của người ta mà anh nói gì kỳ vậy? Nói chung ước mơ mà hạn hẹp vậy đó. Không biết là ước mơ của con như thế nào mà con quyết tâm là con rèn luyện khả năng của cả hai tay đều như vậy. Dạ, ước mơ trong tương lai của con có thể trở thành một nhà đào tạo tài ba, có thể hướng dẫn cho các em nhỏ có thể vẽ viết được hai tay như giống như con. Cũng như có những em trẻ mồ côi thiếu đi học và con sẽ lấy những số tiền mà con trong chương trình nếu con đạt giải thì con sẽ đem đó quyên góp cho những em nhỏ mồ côi. Trời đất ơi, một người lớn như chú mà chú cũng không nghĩ được những điều lớn lao giống như con. Mặc dù con là một ngôi sao rất là còn trẻ nhưng mà con đã có những ước mơ lớn lao như vậy, rất là đáng ngưỡng mộ. Con tập luyện được bao lâu để có thể rèn luyện được cả hai tay đều điêu luyện như vậy? Dạ 8 tháng. 8 tháng hả? Gặp chú 8 năm chú làm chưa được đó. Nếu mà mình luyện hai tay thì sẽ giúp cho hai bán còn lại chúng ta phát triển một cách toàn diện bằng nhau. Chứ nếu chúng ta thuận tay phải thì bán còn não trái của chúng ta sẽ phát triển mạnh hơn bán còn não phải. Có một câu hỏi duy nhất thôi, đó là con làm thiệt đúng không? Dạ đúng. Nếu như con làm thiệt thì chú sẽ cho con một ngôi sao xanh, đó là sự ủng hộ vì chú rất là thích cái hành động của con. Con dám nghĩ dám làm, con là một em bé rất đáng yêu. Dù cái khả năng này nó không phải là tuyệt đỉnh, nó chưa phải là tuyệt đỉnh kung fu, nhưng nó mang một ý nghĩa đẹp thì dạ, nó vẫn là một hành động rất đẹp. Cảm ơn con. Dạ cảm ơn chú. Yến Trang, thêm cái nữa nè, bây giờ hai tay cùng một lúc mà hai hình khác nhau được không? Bên đây vẽ hình tròn, bên đây vẽ hình tam giác cùng một lúc được không? Chú ơi, chú cho con vô chung kết rồi con làm, con nói vậy đó. Dạ ok. Cùng một lúc. Bên đây con vẽ hình tam giác, bên đây con vẽ hình tròn nha. Rồi, có con thử rồi. Cũng xem xem đó quý vị, tốc độ vẫn chưa phải là tuyệt đỉnh giống như là thì chú Dung nói, nhưng mà có tố chất. Khó bé, lắm mọi người ơi. Bé hoàn toàn là vẫn đang làm bên này xong rồi làm bên này xong làm bên này chứ không phải là cùng nghỉ dịp đúng không nào? Vậy con ráng rèn luyện lên, có cái này cơ hội rèn luyện được sẽ được thuyết phục mà giám khảo nghe. Dạ. Nhưng mà sở trường con không chỉ đơn giản nằm ở đây, sở trường con là về mặt tính toán nữa. Đúng rồi. Và bây giờ xin mời giám khảo Vương Khang đi, hãy cho tôi một phép tính cộng hoặc trừ. 3, 8, 5 trừ
216. Dạ 169. Trời ơi đúng rồi, đúng rồi, 169 nè mọi người. 123 cộng 357 cộng 249 trừ 116 cộng 201 trừ 325. 489. 489 nha quý vị. Chú rất là thích cái cách mà con gạt bàn tính đó, tính không trung gì nè. Trời ơi, nó giống như là một kỳ tích thần kỳ vậy đó. Con học lớp mấy rồi? Con dạ, con học lớp 6. Mời chú Vương Khang. 12 cộng 56 cộng 89 trừ 31 cộng 25 trừ 102 cộng 39 cộng 61 cộng 82 trừ 13 bằng 218. 218. Cô nể con của cháu sâu xanh đó, cô rất nể. Tiếp tục nè, bây giờ mình chờ một quyết định nữa nè. Con có một cái khả năng của siêu trí tuệ thì chú mong là con sẽ tập luyện được vẽ hai tay cùng một lúc. Còn cái số thì con sẽ phát triển hơn nữa. Càng ngày cái dãy số cộng trừ nhân chia hoặc là căn bậc hai của con sẽ phát triển hơn nữa. Thì cái tốc độ của con rất là nhanh. Thì hy vọng là sẽ chào đón một siêu trí tuệ nhí. Dạ, con cảm ơn cô chú rất nhiều. Con hứa sẽ không làm cho cô chú thất vọng. Con cảm ơn cô chú rất nhiều. Chúc mừng Yến Trang. Như vậy là chúng ta sẽ còn rất nhiều yếu tố nữa để chờ đợi xem Yến Trang sẽ bùng nổ như thế nào ở vòng bán kết. Con cố gắng lên nha. Dạ. Bao cao su Tam Thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su Tam Thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.